Thời tiết tại Yobuko hôm nay không được đẹp lắm, nhưng Cát Tường thì vẫn luôn lạc quan. Thời tiết sẽ không tốt, trời sẽ mưa, nhưng mà chị lại cảm giác mưa vậy mà nó lại có cái thú của mưa đúng không? Đúng rồi. Anh đúng là thần mưa á. Em đi không có ngày mưa nè. Trời có mưa, giờ được phát cái dù fashion như vậy đúng không? Đúng rồi. Nếu không mưa là gì có cơ hội cầm đúng dù rồi, đi như vậy. Đúng rồi, có cơ hội mà cái dù trong như thế này. Nhưng mà hôm nay mình có một cái điểm thú vị nữa là mình đã được tới một cái chợ Yobuko rồi. Cái chợ này thì theo em nhìn thì có lẽ là chuyên về mực. Chị để ý nè, ở trên mấy cái đèn kia, thường thường á, ở Việt Nam mình cũng có nghĩa là những cái đèn này là khi mà ban đêm họ sẽ trông đèn lên thì nguyên cái thuyền nó sẽ rất là sáng. Thì ánh sáng thì nó sẽ dụ mực bơi tới. Mực có thấy sáng nó bơi tới. Bơi tới xong là mình cứ vớt thôi. Cái gì? Mực mà vớt thôi chứ không phải sao ta gọi là đi câu mực. Thẻ, gọi là thẻ mực. Sáng nay hai du khách của chúng ta được tham quan chợ sáng Yobuko. Nằm ở phía đông cảng Yobuko, dù trời nắng hay mưa thì chợ sáng Yobuko vẫn họp mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Đây được xem là một trong ba chợ sáng lớn nhất ở Nhật Bản. Các mặt hàng thường thấy ở đây là hải sản tươi sống. Em nghĩ nếu mà trời mà nắng thì chắc có lẽ là người ta sẽ bán nhiều nữa. Thử đi, thử đi. Ủa, cái này là nướng chưa? Là cái này là có gọi là một nắng phải không? Itchaboshi desu. Khác ở Việt Nam mình đó nha. Ở đây là mực phơi qua một đêm là phơi sương đó nha. Coi chừng mình nắng có nào khác mình không ta? Có lẽ cũng không chừng. Mình là phơi một ngày là một nắng. Một nắng là phơi, ngoài nắng một. Đúng rồi, nhưng mà cái này người ta không có nắng mà phơi một đêm là coi chừng mực phơi sương là mực một sương. sáng tạo. Cái này ăn thử được luôn hả? Nó là ngọt. Ika to konbu to goma ebi aonori ga haitete gohan no ue ni furikakeru to parapara rice no bắp lên cơm ăn giống muối mè của mình đó nha. Gần giống vậy. Ngon lắm.